Nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị là hãy đi review chi tiết một chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số tự động màu cam, phiên bản mới nhất vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam hiện nay. Khi mà xe trang bị một cái thiết kế hoàn toàn mới, cảnh báo điểm mù trên gương hay cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, cân bằng điện tử hay tiêu chuẩn khí thải Euro 5, khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ có hơn 4 lít 100 km, thì Wigo thiết kế hoàn toàn mới sẽ là như thế nào? Trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành ra đâu đó khoảng 5-7 phút để ngắm nhanh tổng quan thiết kế, hình ảnh chi tiết của chiếc Wigo màu cam. Xin mời anh chị. Toyota Wigo ở thế hệ mới năm 2023 có hai phiên bản. Xe trang bị khối động cơ 1.2 với dung tích 1.2. Chúng ta sẽ có gì ạ? Với công suất lên đến 87 mã lực tại 6.000 vòng phút, trong khi đó mô men xoắn sẽ là 113 Nm tại 4.500 vòng phút. Với cái kích thước là 3760 x 1665 và 1515, giúp cho ở thế hệ mới này xe trông kiểu dáng trường xe hơn. Đặc biệt chúng ta có cái khoảng sáng gầm lên đến 160mm. Không chỉ có vậy đâu ạ, Toyota Wigo thế hệ mới cần cho cái bán kính vòng quay tối thiểu chỉ có 4,5m mà thôi, giúp chúng ta di chuyển linh hoạt. Với cái dung tích bình nhiên liệu sẽ là 36 lít. Nào, chúng ta có gì ở phần phía đuôi này nữa nào? Ở phần phía đuôi sau thì Toyota Wigo ở thế hệ mới đã được thay đổi cái thiết kế hoàn toàn mới rồi. Đó chính là cụm đèn hậu ở phía sau được thiết kế. Cùng với đó là gì ạ? Cụm đèn hậu được trang bị là bóng LED phản xạ đa hướng, rất tuyệt vời. Chúng ta còn có thêm ở trên gương, đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang. Lúc nữa thì chúng ta sẽ đi review chi tiết. Đây đó chính là vòng quanh xe. Chúng ta sẽ quay vòng quanh xe một lượt để trước khi đi review tổng quan chi tiết chiếc xe Toyota Wigo ở thế hệ mới 2023, cực kỳ là nổi bật và hoàn toàn mới. Với 4 màu sắc lựa chọn, đó chính là màu đỏ, màu cam, màu trắng cũng như là màu bạc, kết hợp với hệ thống cân bằng điện tử. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết nào. Và đây đó chính là cái thiết kế đầu xe ở chiếc xe Toyota Wigo 1.2 CVT, hộp số DCVT, cực kỳ là mượt mà trên chiếc Toyota phiên bản G của Wigo. Chúng ta sẽ có gì nào? Đầu tiên là ở cái thiết kế phần đầu xe là nó sẽ thay đổi là hoàn toàn mới luôn anh chị nhé. Tất cả là được thay đổi hoàn toàn mới, từ logo Toyota được mạ chrome sang trọng và sáng bóng ở phía trước, rồi sau đó cái phiền mạ chrome được vuốt ra hai bên, giúp trông xe đầu xe thể thao khỏe khoắn hơn. Trong khi đó cái giải đèn LED kết hợp với đèn LED phản xạ đa hướng full LED cả chóa pha và chóa cốt, giúp cho xe trông nổi bật và bề thế hơn. Chúng ta có gì ở nữa? Ở đó chính là cái phần đèn giải LED dọc ở phía dưới như thế này, giúp trông xe có những cái điểm nhấn cực kỳ là nổi bật. Tiếp gì nữa? Đây là cái trong bên này là khối động cơ 1.2 cho công suất lên đến 87 mã lực. Thì chúng ta có những cái đường gân dập nổi ở trên nắp capo này. Ở số sàn thì xe sẽ trang bị là số sàn 5 cấp, trong khi đó số tự động sẽ là hộp số DCVT. Ở phần trên chúng ta có gì nào? Ở phía trên này cái phần kính này đã được choãi ra khí động học hơn, trông cái đầu xe kiểu dáng là to bản, nó sẽ thiết kế góc cạnh hơn nữa. Khoảng sáng gầm thì lên đến 160mm và đặc biệt những bán kính vòng quay là 4,5m. Khi mà chúng ta đi vào những cái con đường ngõ nhỏ ấy, thì mới thấy được rằng là cái sự tiện lợi của một cái bán kính vòng quay nhỏ. Còn ở phần phía thân xe đây, anh máy quay sẽ chuyển sần sang bên này. Chúng ta sẽ thấy được cái đầu tiên đó chính là chiếc la răng. Wigo ở thế hệ mới thì trang bị cho phiên bản số tự động một chiếc la răng đúc với cái thông số là 175/65R14/82T. Vậy là la răng lên đến 14 inch. Hai bánh trước thì sử dụng là phanh đĩa có lỗ thông gió, kết hợp với hệ thống kiểm soát lực kéo cũng như cân bằng điện tử, hệ thống ABS, EBD, phân bố lực phanh điện tử chắc chắn là sẽ được trang bị rồi. Đến với phần tiếp theo, hệ thống gương, chúng ta sẽ có đèn xi nhan LED tích hợp trên gương, và mặt gương ở lần này thì còn trang bị thêm hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang. Đây là chính là hệ thống cảnh báo điểm mù này.
cũng như hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang. Anh chị có thể nhìn thấy đâu ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đó, nào. Chúng ta có gì ở đây nữa? Tổng quan phần phía thân xe nào. Chúng ta quay lùi ra ra. Thấy được rằng là tay nắm cửa thế hệ mới này sử dụng là chìa khóa cảm ứng thông minh rồi, không còn bằng nút bấm nữa. Và tay nắm cửa sẽ cùng màu của thân xe, trong khi có cái đường viền cong ở phần kính của cái cánh cửa như này, nó to bản giúp trông kiểu dáng thể thao hơn. Hay như những cái không gian ở bên trong, lúc nữa thì chúng ta sẽ di chuyển vào, mình thấy được rằng là nhìn thoáng qua thì mình thấy gần như là cái sự thay đổi nó đã hoàn toàn mới rồi. Còn phần phía đuôi sau là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là chính là phần phía đuôi phía sau của chiếc Toyota Wigo số tự động. Từ phía trên, một anten cột như thế này giúp cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Cũng như là chúng ta có một cái cánh lướt gió thể thao khí động học. Và gì nữa nào, đèn phanh ở trên cao, gạt mưa sau. Và nhà sản xuất không quên vẫn tích hợp phần sấy kính cho cái kính hậu ở phía sau. Camera sẽ nằm ở đâu? Camera sẽ nằm ở phía dưới này. Đây là một chiếc camera lùi được nằm xuống phía dưới này, kết hợp với hai cảm biến cảnh báo va chạm sau. Hai cảm biến cảnh báo va chạm sau ở hai bên. Lần này cái tay cửa của chúng ta là đã bằng điện rồi, không phải sử dụng chìa khóa nữa rồi. Rất tiện dụng luôn. Đóng vào anh chị thấy không? Có logo Wigo G kết hợp với đèn hậu LED phản xạ ở phía sau đây. Rất hay. Còn đây nó chính là phần cốp sau. Cốp sau thì rất rộng rãi nhá. Và chúng ta còn có cái khay che hành lý ở phía sau, cũng như cái lốp sơ cua. Đây là lốp sơ cua gọn gàng để chúng ta để được nhiều đồ. Phần ghế thì nhà sản xuất chia sẻ rằng là ghế sau của chúng ta sẽ gập phẳng ra sau được, gập phẳng được để chúng ta để những cái đồ vật. Rất hay. Đó, anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Ghế gập phẳng được luôn. Và cái phần nắp che đồ này thì chúng ta cũng có thể tháo rời ra được anh chị nhá. Chúng ta có thể tháo rời ra được. Rất hay luôn. Phần hội quay thật chi tiết để anh chị có thể nhìn tìm hiểu nào. Thật chi tiết luôn, từng chi tiết một. Còn ở bên trong thì sẽ có thiết kế chi tiết là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trước khi bước vào bên trong thì chúng ta tìm hiểu thêm, nó chính là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với khối động cơ 1.2 như thế này thì sẽ bản CVT cho khả năng tiết kiệm chỉ có 4,5 lít trên 100 km. Hay trung bình chỉ có 5,2 lít mà thôi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan nội thất chi tiết nhất của chiếc Toyota Wigo ở thế hệ mới, vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Nào, ngay đầu tiên ở phần tapi cửa, nó đã có sự thiết kế thay đổi hoàn toàn rồi. Đầu tiên đó chính là cái hộc để đồ. Chúng ta sẽ thấy được rằng là một hộc để chai nước này, cũng như cái hộc ở mép này, chúng ta sẽ để được rất nhiều đồ. Trong khi đó bốn kính thì chỉnh điện, kính lái auto một chạm. Chúng ta còn có chốt khóa kính, cũng như là gập gương. Hệ thống gập gương này chính sẽ là cụp điện, chỉnh điện mặt gương bốn hướng luôn. Và chúng ta có tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và sáng bóng, cùng với những cái đường gân phần nhựa này, trông nó sẽ điểm nhấn nhá, trông giả da, trông rất khỏe. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm, đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang, lần đầu tiên được trang bị trên chiếc Toyota Wigo ở thế hệ mới. Không chỉ có cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang đâu ạ, lần đầu tiên Toyota Wigo cũng được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, cũng như là kiểm soát lực kéo. Lần đầu tiên luôn anh chị nhá. Lúc nữa chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cái công tắc này. Ghế, phần ghế lại là lần đầu tiên mà Wigo có thể chỉnh ngả, cũng như là bơm và tịnh tiến. Vậy là ghế chỉnh cơ lên đến 6 hướng và có gối tựa đầu, có gần gối tựa đầu này nữa. Cái thành ghế này be rất cao, nhân chắc học, ngồi sẽ rất vững. Trong khi đó vô lăng thì sao nào? Vô lăng thì chúng ta sẽ chỉnh cao thấp được. Rất hay. Đó chính là chiếc xe Wigo ở thế hệ mới. Bên trong chi tiết là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây đó chính là cái chiếc chìa khóa thông minh trên chiếc Toyota Wigo ở thế hệ mới. Chúng ta sẽ có bao gồm là nút bấm mở cửa, nút khóa cửa chính là logo luôn nhé. Và chúng ta sẽ có cái phần lẫy để chúng ta có thể rút cái chìa khóa cơ này ra này. Đó, rất hay. Một cái điểm mạnh nữa đó chính là cái khả năng tiết kiệm pin. Chúng ta bấm vào nút logo khóa cửa, bấm 3 lần nút mở cửa như thế này.
đèn nháy là khả năng tiết kiệm pin của chìa rất tốt. Chúng ta chỉ cần bấm ngược lại thôi. Rất hay đúng không ạ? Để sử dụng, chúng ta sẽ bấm vào nút Start Top này 2 lần. Chưa nổ máy là toàn bộ cái hệ thống hiển thị sẽ được hiển thị lên. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi tổng quan bên trong giao diện của chiếc Toyota WeGo bản 1.2 CVT thế hệ mới nhất hiện nay. Chúng ta sẽ có gì ở đây? Đầu tiên đó chính là bảng đồng hồ trung tâm. Nào, anh mới quay sẽ tiến gần hơn để thấy được rằng là lần đầu tiên thì WeGo ở thế hệ mới đã có một cái bảng đồng hồ trung tâm là cái đèn luôn thường sáng. Từ bên trái chúng ta có đèn của đồng hồ vòng tua động cơ, trong khi đó ở giữa là đồng hồ vận tốc, và bên phải là một màn hình hiển thị đa thông tin. Lại còn có thêm các phím bấm như phần hiển thị km này, odo này, cũng như là chỉnh giờ luôn. Tiếp theo nào, những cái cảnh báo phụ trợ thì sẽ hiển thị ở giữa. Và chúng ta có một cái gì nữa? Chúng ta có cái phần đèn, xe trang bị là cụm đèn full LED ở phía trước. Thì chúng ta còn có phần điều khiển volume trên vô lăng này, chuyển kênh, chuyển hệ AM, FM, Bluetooth, thoại rảnh tay hay điều khiển bằng giọng nói. Thì ở phía bên phải này chúng ta còn có thêm, đó chính là công tắc chỉnh gạt mưa. Xe trang bị túi khí cho người lái cũng như là người ở bên phụ đây. Logo Toyota. Vô lăng chỉnh hai hướng. Đây là tổng quan đây. Anh chị có thể nhìn thấy tổng quan đây không ạ? Tiếp nữa đó chính là gì ạ? Đó chính là cái màn hình giải trí. Ở màn hình giải trí đa thông tin này thì nhà sản xuất chia sẻ rằng là WeGo sẽ có lên đến là 4 loa với khả năng kết nối của Bluetooth, thoại rảnh tay cũng như các ứng dụng và kết nối phụ trợ khác. Riêng cái màn hình này thì Văn Hội đánh giá cao ở cái phần đó chính là chúng ta chỉnh được cái phần âm thanh. Chúng ta chỉnh được âm thanh, bát chép mọi thứ nhá. Chúng ta chỉnh âm thanh là chỉnh âm theo tùy ý của chúng ta. Tùy chỉnh âm thanh theo cái hệ thống equalizer này. Rất hay mà cũng ít màn hình bây giờ người ta để lắm đấy. Về đến phần điều hòa thì sao nào? Xe trang bị là điều hòa điện tử. Với điều hòa điện tử này thì chúng ta có gì? Đó, ở điều hòa điện tử này thì chúng ta có tính năng max cool. Với tính năng này sẽ làm lạnh rất nhanh luôn. Khi chúng ta ngồi vào xe làm lạnh rất nhanh. Đó, lấy gió trong, hướng gió, cũng như là sấy kính sau, sấy kính trước, chúng ta tắt bỏ ở đây hoặc tăng tốc quạt gió, giảm tăng nhiệt độ ở đây. Đây là chiếc chìa khóa thông minh engine start top rất tiện dụng, cùng với cổng 12V 120W ở phía trong. Xe trang bị là hộp số DCVT. DCVT. Lần này thì Toyota chia sẻ thêm đó chính là hộp số giải D thì chúng ta sẽ thường đi, trong khi đó thì chúng ta có thêm cái dạng số Sport giải S để thể thao, phấn khích hơn lái xe. Với hộp số DCVT này thì nhà sản xuất còn trang bị thêm hộp số B, giải số B này để chúng ta bò lên những cái con dốc hoặc xuống những cái dốc rất khỏe, tạo ra cái moment xoắn rất lớn luôn nữa. Về phần khi lùi, không chỉ là camera lùi mà nhà sản xuất còn tích hợp thêm cả cảm biến lùi ở phía sau, giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn. Tiếp đến là gì ạ? Chúng ta có bên phần hộc để đồ. Hộc để đồ to bản, rộng, kết hợp với những cái sách hướng dẫn sử dụng được dịch sang tiếng Việt như thế này sẽ giúp cho người sử dụng. Ở một clip khác thì Văn Hội sẽ làm cái clip hướng dẫn sử dụng xe WeGo sau. Ghế trang bị là ghế nỉ cao cấp. Với cái ghế nỉ này, nếu anh chị nào mà yêu thích thì mới thấy được rằng là ngồi nó sẽ rất bám và dễ chịu nhá. Trong khi đó là cái mùi của nỉ này là rất tốt cho sức khỏe luôn. Đây là tổng quan giao diện bên trong. Ở hàng ghế trước, bệ trung tâm trông rất sang, phanh tay hay như cái hộc để đồ ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy tổng quan giao diện nội thất hoàn toàn mới trên chiếc xe Toyota WeGo phiên bản số tự động mới nhất 2023 hiện nay. Còn ở hàng ghế thứ hai, độ rộng rãi, độ ngồi thoải mái là như thế nào? Ở hàng ghế thứ hai thì ngay cả phần tappi cửa phía sau thì nhà sản xuất cũng trang bị những cái hộc để đồ rất thoải mái. Không chỉ ở phía dưới mà ngay những phần tay nắm cửa này, chúng ta có những cái hộc để đồ nhỏ này, rất dễ chịu. Tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng, nổi bật và sáng bóng.
cùng với những cái đường gân nhựa như thế này, trông rất khỏe khoắn, thể thao, cũng như là giúp cho trông xe bề thế hơn. Bên trong cái phần ghế ngồi đằng sau, như Văn Hội ngồi đây, Văn Hội cao hơn 1m7, mà cái khoảng trần ở phía trên này rất cao, giúp cho cái người ngồi bên trong không gian cực kỳ là thoải mái. Hay như cái khoảng đầu gối so với hàng ghế trước, dù chúng ta có để một cái ca táp hay vali nhỏ ở đây thì vẫn rất thoải mái. Và những cái hộc để đồ, để chúng ta để những cái đồ nhỏ, ngay như cả chúng ta để cả một chiếc điện thoại vào đây đó, một chiếc điện thoại to như thế này để vào vẫn rất gọn gàng và dễ chịu. Và chúng ta sẽ có cả đèn đọc bản đồ ở phía sau đây. Đó, đó chính là một trong những cái điểm mới. Trong khi đó lúc trước thì Văn Hội đã chia sẻ là cái hàng ghế thứ hai này thì chúng ta có thể gập được. Đó, đây là Văn Hội đang ngồi thử ở đây thôi. Nó gập để chở những cái đồ vật to. Còn trái tim của xe, khối động cơ sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là khối trái tim của xe Toyota WeGo, trang bị khối động cơ 1.2 với 3 xi lanh thẳng hàng. Ở thế hệ mới này cho cái công suất cực đại lên đến 87 mã lực tại 6.000 vòng phút, cũng như là mô men xoắn lên đến 113 Nm tại 4.500 vòng phút. Đây là chúng ta sẽ quay tổng quan nhé. Chúng ta sẽ quay tổng quan để thấy được đây là khối trái tim của xe này. Từ phía bên trái này, cái khả năng thiết kế cực kỳ là thoáng và rộng rãi. Bên phải chúng ta có một acquy. Acquy này công suất rất cao luôn. Và có những cái mạch phụ trợ bảo vệ này, hay như hộp đen được để ở phía trên cao. Hộc hút gió cũng để ở trên cao. Thành ra chúng ta di chuyển đa địa hình rất tốt nhé. Trong khi đó hộp số DCVT vừa di chuyển êm ái, linh hoạt, nhưng lại vừa cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đường trường nhà sản xuất chia sẻ chỉ có 4,41 lít trên 100 km thôi ạ. Không thể tin được luôn. Rất tuyệt vời luôn. Còn tổng giá lăn bánh của WeGo cho từng vùng miền sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vừa rồi đó chính là review cực kỳ là chi tiết chiếc xe Toyota WeGo phiên bản 1.2 số tự động model mới nhất vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. WeGo ở một tỉnh thì mức thuế đang áp dụng là 10%, số sàn giá niêm yết là 360 triệu đồng, trong khi số tự động là 405 triệu đồng. Ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, chúng ta có thêm 20 triệu tiền biển số. Trong khi đó, một số tỉnh thành khác thì cũng có mức thuế là 12%. Vậy, tổng giá lăn bánh cho từng tỉnh Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ là như thế nào? Chúng ta đến với chiếc số sàn trước đi ạ. 360 triệu đồng, lăn bánh ở một tỉnh, WeGo chưa bao gồm chương trình khuyến mại anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ có giá lăn bánh chỉ có 398 triệu đồng thôi ạ. Nếu khuyến mại rồi thì chỉ còn có hơn 300 triệu mà thôi. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh, lăn bánh sẽ là 418 triệu đồng. Còn Hà Nội sẽ là 425 triệu đồng cho phiên bản số sàn, chưa bao gồm chương trình khuyến mại. Khuyến mại rồi chắc chắn rồi, nó chỉ còn đâu đó chưa đến 400 triệu đồng. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Trong khi đó phiên bản số tự động giá niêm yết là 405 triệu đồng. Lăn bánh ở một tỉnh, mức thuế 10%, thì WeGo sẽ là lăn bánh 447 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh sẽ là 467 triệu đồng và Hà Nội sẽ là 475 triệu đồng. Tất cả mức giá trên Văn Hội chia sẻ là chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Mua xe trong dịp ra mắt như thế này, chúng ta được tặng từ bảo hiểm, phụ kiện cũng như là tiền mặt. Chi tiết chính xác con số là như thế nào, hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Theo từng vùng miền, đội ngũ tư vấn xe hay của tôi sẽ chia sẻ, phục vụ quý khách một cách chi tiết và chu đáo nhất. Hỗ trợ cả trả thẳng và trả góp. Chúng tôi giao xe online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Đừng quên đăng ký hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá review nào. Kính chúc quý chàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.